Sáng ngày 27 tháng 1 năm 2021, nhằm ngày 15 tháng 12 năm Canh Tý, Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Đoàn Chư Tôn Đức Phật giáo Năm Tông Khmer tỉnh Kiên Giang, Chư Tăng Chùa Kandaranxi, Chư Tăng Tổ Đình Long Thiền Đồng Nai, Tổ Đình Vĩnh Phước Kiên Giang, Chùa Huyền Trang thành phố Hồ Chí Minh, Chùa Hùng Nhĩ Sơn thành phố Phú Quốc đã đến thăm chúc Tết Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi thăm, Chư Tôn Đức đại diện các đoàn Phật giáo tỉnh đã thành kính dâng lời tắc bạch vấn an, chúc mừng Đức Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự có một mùa xuân mới, pháp thể khinh an, vô lượng cát tường, mãi là bậc Tùng Lâm Thạch Trụ lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng hưng thịnh phát triển. Đồng thời, Chư Tôn Đức cũng đã trình bày những thành tựu mà Phật giáo tỉnh nhà đã đạt được trong năm qua, cũng như phương hướng hoạt động Phật sự trong năm mới 2021. Đáp lại lời chúc Tết của các đoàn Phật giáo tỉnh, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự đã tán thán và bày tỏ niềm hoan hỷ trước những thành tựu Phật sự nổi bật của Phật giáo các tỉnh trong năm qua, đồng thời khuyến tấn Chư Tôn Đức Tăng Ni cố gắng phát huy vai trò, nhiệm vụ mà Trung ương Giáo hội tin tưởng giao phó. Nhân đây, Đức Trưởng Lão Hòa Thượng cũng đã có những phần quà lưu niệm ngày xuân và gửi lời chúc mừng năm mới an lạc, hạnh phúc đến toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo các tỉnh. Trước đó, chiều 26 tháng 1, Phái đoàn Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh do Phó Bí thư Thành ủy, ông Nguyễn Hồ Hải làm trưởng đoàn, cùng đi có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Tôn giáo thành phố, Phòng An ninh Đối nội Công an thành phố, Quận ủy Quận 7, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an Quận 3 và các sở ban ngành thành phố Quận 3 cũng đã đến chùa Minh Đạo để vấn an sức khỏe và chúc Tết Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tại buổi thăm, ông Phó Bí thư Thành ủy đã vấn an và chúc Hòa Thượng Chủ tịch thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào, trí tuệ luôn sáng suốt để tiếp tục lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng dẫn tăng ni Phật tử cả nước sống tốt đời đẹp đạo để cùng chính quyền thành phố góp sức xây dựng đất nước giàu mạnh. Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc đang đến gần, đại diện các ban ngành thành phố cũng có lời vấn an sức khỏe và khánh tuế Hòa Thượng Chủ tịch cùng Chư Tăng Chùa Minh Đạo. Thay mặt Trung ương Giáo hội, Chư Tăng Chùa Minh Đạo, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân tri ân ông Phó Bí thư Thành ủy và lãnh đạo các ban ngành đã dành thời gian đến thăm chúc Tết trong ngày cuối năm bận rộn, thể hiện tình cảm hòa hợp giữa đạo và đời luôn gắn bó. Qua đây, Hòa Thượng cũng cảm ơn sự giúp đỡ của các cấp chính quyền thành phố dành cho giáo hội. Từ đó, các công tác Phật sự trong năm qua tại thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều thuận duyên và hoàn thành một cách tốt đẹp. Xuân sang Tết đến, Hòa Thượng cũng cầu Phật gia hộ cho gia đình các thành viên trong đoàn luôn thân khỏe, tâm an, năm mới mọi công việc được hanh thông và may mắn, tiếp tục hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà đảng và nhân dân giao phó.